Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 9 tới câu 13. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Matthew là một người thu thuế tội lỗi, bỏ một quá khứ đã ăn sâu trong cuộc sống là một điều vô cùng khó khăn. Để đi theo một tiếng gọi của Chúa và thay đổi toàn bộ cuộc đời, từ bỏ tất cả những gì đã từng làm nên thành công, lại là một quyết tâm phải xuất phát từ trái tim. Matthew đã thực hiện cuộc đổi đời đầy khó khăn đó trước tiếng gọi của tình yêu Chúa. Nhờ ơn Chúa, Ngài đứng dậy, đi theo Chúa và đã trở thành vị tông đồ của Chúa. Không chỉ rao giảng tin mừng, làm chứng tá, mà còn viết ra chính tin mừng Ngài đã lãnh nhận trong đời của mình, tin mừng theo Thánh Matthew. Vì thế, chúng ta cũng cần có hành động như Matthew, đứng lên và đi theo Chúa, đứng lên khỏi những đam mê, đứng lên và đi ra khỏi những tư tưởng ô uế, bất chính, đứng lên và đi ra khỏi những mặc cảm buồn phiền xâm chiếm lòng mình bao năm qua, đứng lên và đi ra khỏi những lười biếng say sưa, để bước theo Chúa trong trách nhiệm Chúa trao ban. Luôn tin chắc rằng với ơn Chúa, dù mình có tội lỗi sai lầm đến đâu, thất bại gục ngã đến đâu, Thiên Chúa vẫn gọi mời và ban ơn. Đừng chán nản về bản thân và cuộc đời, hãy quyết tâm trở về. Gia-kêu, thủ lãnh của những người thu thuế, được Chúa Giêsu đến tận nhà viếng thăm. Với người đàn bà phạm tội ngoại tình, Chúa Giêsu đã nói với tất cả trìu mến: "Chị hãy về và đừng phạm tội nữa." Với Phêrô, người môn đệ thân tín phản bội, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn với tất cả cảm thông và thương mến. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim rộng lớn, một tấm lòng quảng đại, để chúng con luôn biết noi gương Chúa, luôn biết tha thứ và cảm thông với những người chung quanh chúng con, và nỗ lực trở về với Chúa mỗi ngày.